Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Như Quỳnh có tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Quảng Trị. Có thể nói, ở Như Quỳnh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao và cô đã thật sự bước được lên đài danh vọng khi có một sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao. Nếu chỉ nói riêng trong dòng nhạc vàng hải ngoại sau năm 1975, Như Quỳnh là nữ ca sĩ thành công nhất từ trước đến nay. Những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 1971. Khi cả gia đình cô di chuyển vào Sài Gòn theo cha, sau năm 1975, cha của Như Quỳnh bị đi tù cải tạo nên gia đình cô Lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vì vậy Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn. Mất đi trụ cột gia đình cùng với sự đổi thay của thời cuộc, gia đình cô Lâm vào cảnh túng thiếu, đồ đạc trong nhà lần lượt phải bán đi để cầm cự qua ngày. Như Quỳnh sinh ra trong một gia đình quê gốc ở Quảng Trị sớm phải trải qua nhiều gian khói từ thở nhỏ. Cha mẹ cô chuyển vào Nam sinh sống từ khi cô còn nhỏ trong cảnh khốn khó trăm đường. Giọng ca chuyện tình người thiếu nữ tên Thi kể lại, người cô thương nhất là mẹ. Cô được cứu sống nhờ mẹ nhưng cũng suýt chết vì mẹ. Lần Như Quỳnh bị sốt xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng, mẹ cô phải quỳ gối cầu xin bác sĩ để cứu con. Có lúc gia đình cô rơi vào cảnh túng thiếu tới mức phải lột cả lớp gạch bông ra bán khi đó mẹ cô nghĩ quần từng có ý định mua thuốc chuột bỏ vào cháo để mấy mẹ con chẫm mình tự vẫn nhưng đó chỉ là phút suy nghĩ nhất thời trải qua những ngày tháng gian khổ đó như quỳnh càng thêm trân trọng ý nghĩa của cuộc sống và thương mẹ nhiều hơn với tuyệt phẩm người tình mùa đông như quỳnh đã tạo nên cơn sốt với giới trẻ thời bấy giờ về cũ áo đỏ đội mũ nồi nét mặt xinh xắn Giọng ca ngọt ngào giúp cô nhanh chóng gây được thiện cảm với người nghe nhạc và trở thành cái tên ăn khách nhất của làng nhạc hải ngoại THAP niên 1990. Nói về Như Quỳnh, nhiều khán giả nhận xét họ yêu thích chỉ không chỉ nhà giọng hát ngọt ngào. Thanh thoát mà còn nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả ái và tài năng biểu diễn vũ đạo đậm chất quê hương mà hiếm ca sĩ hải ngoại nào có được. Sự nghiệp xuân sẻ nhưng con đường tình duyên của Như Quỳnh thì chuân chuyên. chuyên chắc trở giống như những bài hát mà cô thường hát về phận hồng nhan. thuở xuân thì, như Quỳnh từng trải qua vài mối tình, nhưng đều giang dở. Khi bạn bè đã yên bề ra thất thì cơ vân đi về lẻ bóng một mình. Tuổi xuân của Như Quỳnh vì thế đã trôi qua trong cô đơn, duyên chỉ đến khi đã có tuổi. Chồng Như Quỳnh tên là Nguyễn Thắng có vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại